ST là hồi xưa ST sinh hoạt ở câu lạc bộ nhà văn hóa. Không, lúc đó là lúc đó chương trình gì hả con? Cái chương trình gì quên rồi. Đàn gà trong sân. Đúng không? Chương trình ở khu 7. Ở khu 7. Có rất là nhiều các cô chú anh chị. Trời ơi, em gọi cho mình luôn, hay quá vậy. Cháu mới làm trend nè. Bây giờ là quay ngược quá khứ nha. Đây là hồi xưa SC được sinh hoạt trong các nhóm thiếu nhi. Mình rất là may mắn mình được chụp chung với rất là nhiều nghệ sĩ, trong đó có cô Hồng Vân. Và đây là tấm hình mà hồi xưa SC cũng như là cô Hồng Vân đã chụp chung với nhau cách đây phải hơn 20 năm. Và đây là tấm hình bây giờ vừa mới chụp xong để quay lại quá khứ. Đó, mọi người thấy không, SC hai mươi mấy năm nhưng mà vẫn chưa thay đổi gì hết. Vẫn rất là ok la nha, vẫn rất là trẻ trung và vẫn đang đi học nha. Ủa em ơi, em mang đèn đó. Và hôm nay SC biết là hôm nay đến đây sẽ có vũ sư Nguyễn. Vũ sư Nguyễn Hưng, ok. Đó, cho nên là mình phải chúng ta phải chuẩn bị sẵn một điều nhảy. Nên là một điều nhảy nó rất là đơn giản thôi, nó không có gì là quá khó. Mình chỉ cần chậm chân hai lần. Mình nhúng qua bên này. Nhúng qua bên này. Nhúng qua bên này. Sàn đó. Hai ba lần. Chậm chân sàn qua đây. Sàn qua đây đó. Em ơi, chị mang dàn cao gót em cái này. Chị mới thuộc rồi. Rồi, bữa học Vĩnh Tân đây là kết thúc rồi. Trời ơi, giống như điều xin mỗi người 500 ngàn à. Quay mà. Không ngờ, em lấy mắt vậy. Đẹp trai ha, Tùng Nguyễn đẹp trai. Kính thưa quý vị, dạ. Vừa chưa có bồ, dạ, vừa chưa có vợ, chưa có con. Sống một cuộc sống độc thân tới già đến chết. Chị đang... khen. Ngủ ở đây em hay... Không, đang khen, em nói cho tất cả những người, tại vì phụ nữ gái mới lớn hay là những gái lớn rồi mà không muốn lớn nữa, hoặc là những gái lớn rồi giờ muốn đổi ngược lại là mới lớn, hoặc là những đứa trẻ mới lớn rồi chuẩn bị lớn, hoặc là những đứa mà chưa kịp lớn nhưng mà rồi sẽ lớn. Rối lắm mọi người. Gu này là gu mẹ, một người mẹ biết tạo tần lo cho con hay quảng cáo về con. Thật ra mẹ muốn tuyển con dâu cho mẹ. Con dâu thì không cần gì hết, nhà thì nhà quận chữ, ở nhà quận số, mặt tiền đường số một số, đường thì đường hai chữ, nhà thì ngang rộng thôi, ngang là khoảng 30, dài 300. Ngang 30 mà dài 300 là nó giống như cơ thể của em quá, chị nó ấm như ấm da thòi vậy hả? Nó phải dài như vậy biết sao không? Tại vì bạn này, cái gu của con trai của chị là thích tập thể dục. Để tập thể dục từ sáng tới chiều mỗi ngày, tại vì đi ra đường gái bu nên phải tập trong nhà thôi. Còn có cơ sở buôn bán kinh doanh như không bán gì hết, hầu như không có cái gì để bán. Bán hạt sữa, bán sữa chua, bán kem chuối, kem chuối mà rất ngon. Đại gia khách mối mua lần 40 kg, cứ tới là 40 kg, 20 kg, 10 kg, có khi thèm quá 1 kg. Thế là có giảm giá không? Có, rất thích đi. Giảm nhiều lắm mọi người. Không có giảm, không có giảm. Giao hàng như là chữ vô mặt. Có. Bạn này có một bà quản lý là cứ tới giờ diễn á, ta đang ăn mặc đẹp có bắt đầu vô dục cho một bịch lập xưởng nè, cầm về đi. Phút đó không biết chị. Phút đó hỏi nhỏ kế bên. Giảm bao nhiêu ký em? Giảm 13. 13 ký, em sẽ dùng mới lên 10 ký nha mọi người. Em sẽ dùng mới lên 10 ký nha mọi người. Lý do sao vậy? Từ năm ngoái đến nay em lên 10 ký nha, mà không vì công việc gì hết, không hiểu tại sao. Chụp cái gì tấm hình đi. Để chị với ông nữa, chị xin bài của em đỡ tốn tiền. Không, đối với chị là không cần xin. Chị thích có chữ Chí Thiện cái bên, chị lấy, chị mang về chị xài. Còn chị không muốn nữa hả, thì em kiếm một cái nhạc sĩ nào đó em viết bài cho chị luôn. Em thương chị nhất trên đời, nói thiệt.
Tại sao vậy? Em không biết, tự nhiên em cảm thấy em thương một người chị mà. Chị nói luôn nha, là chị ra sản phẩm gì là tôi bắt cả nhà tôi coi, tôi đăng lên Facebook, tôi bắt cả fan tôi coi. Ai mà chưa coi mốt tôi trả bài không thuộc là chết với tôi. Các bạn thấy không, 1000 số bí ẩn gương tàn đu theo trai. Tàn đu theo trai. Lần đầu tiên Chí Thiện tới nói xanh rờn với mọi người. Đúng. Một câu tự nhiên em cảm thấy em có giá trị vậy sợ. Mà em không biết tại sao hôm nay em chọn cái áo màu xanh. Rất là ngại, tại cái màu rất là già. Rất là ngại, tự nhiên Thiện mượn áo màu xanh luôn. Cái số của Thiện là phải lái máy bay. Chiến hạm. Chị. Em sẽ tràn vô nhà của Thiện, chơm bài. Tại mỗi lần mình làm mình hay xin bài lắm, ca sĩ. Mà Thiện tại sao tự nhiên tới nó cho luôn. Mà không thích là đi vô hát tặng cho mình luôn. Chị bây giờ chị lấy bài thôi được không? Rồi xong mai mốt em lấy vợ thì sao? Chị bắt nó nói em lái máy bay khẳng định rồi mai mốt toàn máy bay kiếm em không á. Trời ơi, máy bay giờ ngon, chiến hạm ngon nha Thiện nha. Khi nào Thiện lấy vợ? Đó, 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 em thấy chị, em thấy rồi em thấy. Nhỏ nào mới đi ngang vậy em? Dạ, em một người đẹp lắm. Khi nào như như luôn. Đồ nó đi ngang mà nó ảnh hưởng cuộc đời dễ sợ quá. Con á. Khi nào Thiện lấy vợ chị sẽ làm chủ hôn. Dạ. Chị sẽ nói là chị không làm máy bay của Thiện. Ủa, chị anh nói vui vợ thôi. Ai mới ho vậy? ST chị, ST vừa mới qua chị có lung lay không? ST lên 10 kg cho nên chị không còn lung lay nữa. Cho nên chị không còn lung lay nữa. Trời ơi. Ủa sao tự nhiên em mới ngày hôm qua ST là số 1 trong lòng em lên 10 kg nè, bây giờ nhìn ST với Chí Thiện nè, các bạn thấy chưa? Thật ra đây là chỉ là một phiên bản mà ST bị ông kích thôi nha. Ông kích hả? Bốn mùa rồi em ngồi là vậy không nè quý vị. Đó, sang chảnh trong cái vòng mà đi lắc đồ gì không quý vị. Hôm nay chơi trẻ lấy cái vàng đồng thiệt. Em quay về với anh ha. Đừng bỏ anh em ơi. Làm sao mình làm dắt em đi. Cái bé này làm vừa hợp lý mà vừa rẻ nha em, vừa rẻ và vừa hợp lý luôn, nhẹ nhàng. Kinh khủng, cái hộp xoài này là xây được 10 cái phim trường. Mà đẹp quá coi nè. Với sao bà chế Việt Hương là nổi tiếng với cái da trắng mà bà còn xài mỹ phẩm của bà nữa. Nếu quý vị muốn có một bàn tay đẹp, một bộ cũng đẹp thì da mình phải đẹp. Có nghĩa là mình phải có chất cái đã. Quý vị hiểu không? Phải dưỡng da chứ không có khơi khơi được. Hiểu không quý vị? Mà đẹp dữ vậy chị. Mà cái đứa bé này làm rất là khéo, rất là đàng hoàng, mà nhẹ khỏe luôn nếu nghệ sĩ.